sáng sớm nè, dị không nè, ăn mì dị không nè. Wow. Rồi kêu hả, sao mà không xin xị nào, dị không đó. Tối ngày làm là toàn những cái món dị không đó, người ta xin xị cái la nói. Được. Đáng lý ra những cái món nào mà ngon là phải đi để cho vợ cho con đồ ăn. Tối ngày cứ nhậu 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 mà. Mà xin con xị chứ có xin nhiều cái gì. Xị cái uống anh xị cái em ơi, xị nữa, tôi biết cái tật ông mà. Đó giờ mười mấy năm nay tôi quen cái tư đó rồi. Phải uống xị không đâu. Xị nữa, uống lần 3 lít luôn. Nhà này bữa nay làm món gì ăn nữa đây? Hả? Đâu? Trời ơi là trời, mắm trưng nó trời, ông cứu nội, 2-3 ngày mắm, 2-3 ngày mắm vậy trời. Sao bị la như vậy? Wow. Thấy mắm ngon không anh? Ngon, mắm ngon quá. Đèo tiền. Anh ăn cho khoảng mấy chén cơm? 8 chén mà sao bữa nay em làm ngon quá em, màu thấy đẹp, mà ngon quá. Thế thì cái gạo này ngon không anh? Ngon. Mắm là phải có gạo nha anh. Đúng rồi. Ăn nha anh. Wow. Em yêu, bữa nay làm món gì vậy em? Nấu đồ chay cho anh ăn nè. Đâu? Cả nhà mình ăn luôn nè. Wow. Sư tử mà đồ ăn chay. Trời ơi, mặt gì nào mà trứng trời. Thấy không, rõ ràng kiếm chuyện đó không? Bữa nay cho tôi một bữa giùm cái đi. Đừng lại kiếm chuyện. Ngày mơ em thấy cảnh nồng với tôi. Nhịn đó. Trời ơi trời, nhịn đó hả? Ừ. Rồi đi ra chỗ khác đi, để hồi lịch hồi tới công chuyện nữa. Vợ cũng chỉ là người dưng, không có vợ này thì cưới vợ khác. Đây chính là lối suy nghĩ của một số đàn ông hiện nay. Mỗi khi nhắc đến vợ, dường như đàn ông chẳng có chút trân trọng, âu yếm, yêu thương nào, mà các ông chồng cứ nghĩ rằng vợ là cái máy đẻ, là ô xin, cưới về cũng chỉ để sinh con cho mình, hầu hạ cơm nước cho mình. Chồng đau con ốm thì việc gì cũng đến tay vợ. Rồi ngõm gài kêu tôi chở đi mà mau hoài, bữa nay chở đi tới rồi. Đó tôi cảnh báo cho ông rồi, bữa ổm chở tôi đi lần đầu phải không, vô ăn bún là gì, lần thứ hai ăn phở rồi tôi kêu dừng đi, đừng chở tôi đi nữa, lần thứ ba nữa. Chở tôi lần thứ ba thì kiếp nạn tới mà không nghe không tin, thì bây giờ bữa nay chở tôi đi nữa thì lụm luôn. Trời ơi, trời bỗng gì, ăn đi. Bắt ăn cái tô cỡ này là tồi. Gắn ăn đi. Phải kêu đừng có chở đi lần thứ ba. Lần thứ ba là tới công chuyện mà không chịu, xin tin thôi. Giờ gắn ăn hết tô đó, mới về húp hết nước, sạch nước. Còn cái nước nào là tôi bỏ đây luôn. Chạy xe về thôi, bỏ đi. Nó hung dữ chứ nó đâu có hung ai, nhức đầu chóng mặt vợ nó lo cho, cơm ngon canh ngọt vợ nó cho nò, mà để được làm cha thì nhờ vợ mới có, rồi mắc cái gì mà không sợ nè, đầy đủ lý do. Nếu như sợ vợ là một nghệ thuật vậy thì anh đây là người nghệ sĩ, nhưng lúc vợ thì mình năn nỉ chứ đừng cãi lại nó làm gì, khi vợ liếc mắt là chuyện không hay, vợ im im hỏi không trả lời, ta phải nhìn lại coi làm gì sai chứ để nó điên là khổ nữa đâu. Có tiền thì phải đưa nó hết, không sợ chết cứ giữ lấy đi, nó không biết nhà nấu cơm rửa chén tối không cho mình y vậy. Khi người phụ nữ quyền lực nhà mắm vào bếp. Bữa nay nấu gì vậy? Bữa nay đợi món cho anh ăn mắm nữa hôm nay nè. Món gì? Giò heo hầm đủ đủ tẩm bổ cho anh nè. Chà. Thịt kho tiêu. Wow. Ngon. Ngon. Em thường anh không? Thường. Bữa nay thịt hầm đủ đủ đó cho anh 2 lít đi. Ok không? Thêm tặng anh thêm lít nữa 3 lít. Rồi giữ đi. Mẹ cho anh thêm mấy lít nữa? Lít đó. Trời ơi trời. Chị giữ trời ơi. Thêm chút xíu nữa đi bác sĩ chuyện thêm lít nước biển nữa. Trời ơi là trời. Nhậu bốn lít rượu thì nằm chứ không có đường nào mà sống nổi hết chứ. Trời ơi mới sinh con nhiều đó mà người cho thêm vậy đó hả? Ừ. Mẹ tính hại con nó vậy mẹ. Tính hại gì đâu, uống thì uống cho tới. Trời ơi trời. Tính là tiêu diệt ghẻ trước đây để ghẻ nó tiêu diệt bại trận. À? Mới nghe vụ chấn động rồi tiêu diệt nó dưới rồi. Dạ tiêu diệt trước chắc cứu rồi mẹ. Chứ để mốt có tiêu diệt ngược lại là lúc đó mẹ chở ta không kịp đó. Em yêu. Hôm nay làm món gì cho anh nhậu vậy em yêu? Con được xả nè anh yêu. Đâu? Wow. Sao bữa nay em yêu của tôi tốt dữ vậy ta? Cái này em làm mấy xị anh? 2 xị. Biết sao em tốt với anh không? Sao vậy? Cho anh nhậu nhiều nhiều chút nữa cho anh chết sớm cho em lấy mau lấy chồng khác. Chết sớm cho em lấy mau lấy chồng khác. Ở chung nhà người ta mệt quá trời. Ăn nhậu tối ngày. Sống ở đời này nếu là đàn ông, một là có rượu, hai là có mồi, ba là có nhỏ bạn của vợ không chồng quá đủ rồi. Mồi thì được, rượu thì được, nhỏ bạn không chồng hồi lại kéo tao bay vô lưng à. Hồi lại kéo tao bay vô lưng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
Trời ơi là trời. Ba con sư tử hung dữ hổ mà mặc áo bà ba người Việt Nam làm mồi sẵn để dọn. Ủa, tao lại à? Tao hổ chứ, tao hổ với chồng với con, tao đâu hổ với xã hội đâu. Mà cũng hổ mà còn hổ với chồng con lấy nó làm sao thì vợ con mình hổ đúng không? Tao hổ với vợ nó là ngồi nhậu được rồi đó. Tao hổ với xã hội đâu, thằng chồng nó cũng lắm nên vợ nó hổ. Mới nói con cậu là hổ. Rồi lại chồng nó cũng sao đó. Vợ nó hổ vậy đó. Thằng chồng khá là hiền. Mình coi lại cái mình đây. Thằng chồng hiền khô thôi. Hiền lắm, hiền cũng sợ sợ cái khô, làm gì khách thôi khô không queo luôn. Xung xích, xung xích nè. Kêu ghê nổi. Giờ mà làm móng mà kêu tới nhà luôn. Hai chị em nhỏ kia làm xong nằm đó. Nè, sao? Nè, mấy tháng mới làm một lần đó, trời ơi, cho nội ơi. Móng giò thì thúi quá. Mà cứ hả kêu người ta đây mằn. Dù gì ngổ hỏi ông biết thúi. Dù ở trong nhà không lẽ không nghe hồn mùi hực lên vậy. Trời ơi, chồng nó gầm mực lên, chắc nó gọi em dịp bỏ luôn á. Nói gì vô lố vậy, tôi khác à. Nước tôi tạt bây giờ đi ai.